Kính thưa quý vị, ca khúc này là một ca khúc viết riêng về cuộc đời và sự nghiệp của Huy. Huy tự hào là người ca sĩ đầu tiên có ca khúc viết riêng về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Hy vọng quý vị các anh chị sẽ ủng hộ. Thật hạnh phúc nếu được các bạn, đặc biệt là các bạn nam làm chủ của gia đình, bạn nào có thể xung phong lên để hát cho Huy ạ. Thank you.